Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Zombie Channel. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn một tựa game huyền thoại Plants vs Zombie. Phần này là phần của bản 2 nhá. Có cái tên gọi là PvP Retro. Mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ với tựa game này. Hôm nay là muộn rồi, hôm nay mình sẽ chiến đấu nhanh của phần 1. Đây là các phần giới thiệu của nó. Hơi khó nhìn một chút. Rồi, nó như kiểu là bọn Plants 8 bit ấy, như ngày xưa. Rồi bắt đầu một tiếng nhạc huyền thoại. Và mình sẽ bắt đầu chiến đấu. Nó sẽ được làm vào 2016. Đây là đoạn intro của họ. Nó cũng như Plants vs Zombies 2 thôi các bạn ạ. Nó sẽ có các bản phần 1 demo giờ đây này. Lâu nay này. Pua này, nước này. Mình sẽ có nhiệm vụ hôm nay, mình sẽ có nhiệm vụ là mở phần chơi phần mau giờ đây này. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu vào nha. Ok. Nó sẽ từ 1, 2. À, nó bắt đầu từ 2. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu từ 2 này. Ok, dừng lại. Nói tiếp rồi, vẫn như mọi ngày, bắt đầu sẽ trồng hoa như mọi ngày. Nhiệm vụ ăn và trồng hoa đó các bạn. Nhắc lại nha, nếu các bạn nào chưa đăng ký thì các bạn hãy đăng ký ở phần dưới cho mình nhá. Nút ở dưới cho mình nhá. Nếu đăng ký phải ủng hộ kênh cho mình nhá. Rồi bắt đầu con zombie đầu tiên xuất hiện. Chúng ta sẽ làm gì đây? Hiện tại đang 50 săn là 100 săn. Mình sẽ trồng cây pet shelter. Rồi, rất chi nhẹ nhàng. Chết. Con này nó như nó là miễn nhiễm ấy, cần ngay một cái không săn đấy. Ô ăn thịt mình rồi, nó ăn thịt. Ôi ô, nó cắn hai phát chết rồi này mày. What the fuck, oh my god, nó đúng hai phát. Đây bạn xem, 1 2. Ô chuyện này mình nghĩ mình sẽ thua trận này mất. Thôi mình sẽ quyết tâm bỏ một hàng, mình sẽ chấp nhận, gọi là chấp nhận đau thương để hy sinh một hàng, mình sẽ bắt đầu trồng hàng 2. Rồi ok. Vẫn rất nhẹ nhàng, mình sẽ trồng lại cây hoa của mình. What? Không chết à? Oh my god. Mình đã không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thôi mình cho chấp nhận mất thêm hàng. Một con mắn không thể đủ được. À, cái này trồng được vào cái lốp xe luôn này. Mình sẽ trồng hàng trên đây. Nó trồng được vào cái xe này luôn này. Ồ, nó cái gì đây? Mình cũng không biết nữa. Ok, mình sẽ bắt đầu thu thập rồi. À có cái băng này 1.000 để mất 1.000 săn này. À mất tiền vàng, hiện tại mình đang không có tiền vàng. Ui, hai con rồi. What? Không hiểu rồi. Không chết chăng? Vẫn chết nha các bạn, vẫn mọi chuyện vẫn như bình thường. Ok, hai con khó quá. Mình phải đào một cái hoa lên thôi. Không thì mình sẽ không trụ được mất. Hiện tại mới mở được 3 hàng đấy các bạn nha. Nó ăn mất vèo phát mất hết. Các mình tổng khởi nghĩa. Mình sẽ tập trung vào hàng 1 và hàng 2. À, tổng khởi nghĩa rồi. Mình cầm cờ. Đấy, mình rất chỉ là sáng suốt. Rồi, lên đi nha. Màn này. Mới đầu mình chưa biết cái tựa game này nó sẽ zombie nó sẽ mạnh như thế này. Còn bình thường mình vẫn ok mà. Rồi ok, đào một con nữa, trồng cây đấy. Để đâu cái này đi. Rồi ok, ôi nó ăn nhanh quá. Rồi, đã xong màn nữa. Màn thứ hai mình bắt đầu. Bao nhiêu vàng đây? Win. Mình sẽ tiếp theo là màn thứ ba nha. Rồi ok, màn thứ ba bắt đầu, let's go. Màn thứ ba là màn xếp quân thôi, màn tự động chạy. What?
Wow, Zumi có cái này này, cái vòng tua xung quanh này. Nó cho vun đất ra làm gì nhỉ? Cho mình tàn quân đất này thế này sao? Không sử dụng được sao nhỉ? Ai quân đất vô lính. Ô, lang game à các bạn? Có mình đi án này vào đây. Chào được lên cái này nhá. Đây này, đấy bạn xem này. Đấy, con này sẽ đè lên con này luôn. Rất chi là hay. Ê, tức là đây là chắc là lang game nhà sản xuất rồi. Đây mình xem, các bạn xem nhá. Con đang lên đi nhỉ. Đấy. À, nó ăn này. Có hoa, ô, có cái gì nhỉ? Có cái gì rơi rơi nhỉ? À, cái plant food. Các bạn thử xem nào. Thử xem cái nào. Wow. Như plant vết dùng 12 luôn. Rồi, bắt đầu nhá. Rồi, mình sẽ trồng thêm pet sorter. Mình có thấy cái lan của tự game này là tức là mình sẽ trồng đè được cây lên cây từ cái cây đè vào con zombie và con zombie sẽ đứng yên này. Đây. Đấy. Ok. Mình sẽ xếp một hàng rào tường thành bất tử đây. Ở đây nó sẽ cập nhật được 5 phút cho các bạn nhé. Bản đây là bản apply các bạn. Retro. À, cái này là con này là con khi nào bắn chết nó thì nó sẽ ra plant food cho mình. Các bạn hiểu chứ? Mình chứ tưởng là con đấy nam nó bị làm sao hay là nó bị nhiễm bị giết gì. Rồi ok, mình sẽ khử nốt đống này. Map này dễ chơi quá. Mình sẽ thử úp plant food lên con này sẽ như nào. Wow, nó cũng giống như thêm bọc thép vào các bạn. Một là lớp sắt vào bên ngoài. Sắt inox không gì. Rồi. Map này cực kỳ dễ hơn map kia. Mình chưa quen. Rồi, bắt đầu. Cái này nó cũng không hủy được nhỉ các bạn nhỉ. Cái này khi mà mình ấn vào thì nó sẽ không hủy được. Nó hơi lang lang chút đây. Mình ấn vào. Rồi, màn thứ tư là tức là màn không muốn. It is using one note time for you. Nibble. Thế chắc là mình giáo với tiếng Anh đâu các bạn. Mình nói thế cho vui. There has to eat. Đó. Zombie will have a and mau. Rất là khó đọc cái từ này. Rõ cái. Cái gì đây? À, tức là mình sẽ đi mua cây này. Cây này sẽ mất kim cương này. Sẽ mở ra cái hoa. Chọn cây chứ. Sao mới chọn được? Đây là mình sẽ chọn các kỹ năng. À, cái này là cái bom này, thả phát xuống sẽ chết toàn bộ zombie ở trên đấy này. Cái này cái gì đây? Ok. Chiến đấu. Lấy không? Thôi thì có gì dùng đậy vậy. Họ chưa cho mở cho các con khác, mình chưa không thể mua cửa gì. Nhất là trồng hoa trước, không quan tâm. Đây mất 1990 cả. Một lần sẽ là 50 hoa. À 50 mặt trời, nó trồng một bông hoa. Mình sẽ trồng khách hàng này. Ôi bắt đầu zombie ra rồi. Đi cái mình gì sớm thế. Hoa lên nào, đồ ok. Chiến đấu. Chắc là sẽ giết được nó. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho mình một subscribe cho mình nhá. Nhớ like và chia sẻ video nếu các bạn thấy thích nó nhá. Sao bắn mắt chết nhỉ? Hay là phải update lên. What? No. Rồi. Vừa trồng con thứ hai thôi. Nhưng trồng một hàng hoa sẽ không đủ. Mình sẽ trồng thêm một hàng hoa ngoài đấy. Mình sẽ dùng hàng hoa để là tạo một lớp bảo vệ cho cây pet sorter luôn. Ok.
Ôi chết 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 sao lại trong ở đây? Sao mình sẽ phải bảo vệ luôn một cây con ăn đây nữa? Sao nó làm lỗi đây nhỉ? Cái này nó có hiện tại lỗi của cái này tức là một hàng zombie ra, tức là hàng trên ví dụ hàng thứ hai ra thì hàng dưới nó vẫn bắn liên tục nhé. Mình cũng không hiểu là sao nó bắn như vậy. Tại chắc là nó được lập trình như thế này. Ok, bắt đầu chuyện đó nào. Mình sẽ tiếp tục ra một con nữa. Con này sau con đội mũ nó sẽ mạnh hơn con bình thường. Hoa đâu, tiếp tục một hàng hoa nữa. Con này mình có điều kiện rồi. Mình không phải xoắn. Đấy các bạn xem, hàng ở giữa bắn thì tất cả hàng dưới đều bắn hết nhé. Mất luôn. Ô, mình chích nhập vào đây rồi, kích nhập vào đây là vơ lợi. Mình làm gì đó, thôi trầm đi cho nó dễ. Sao lại như thế nhỉ? Kích nhập vào một con là tự nhiên. Ô, may quá. Khi mà kích nhập vào mình chắc không có ấn nút nào hủy bỏ, nhìn nhỉ? My menu. Thì mình sẽ tìm hiểu sau, hiện tại chiến đấu nó tiếp. Mình sẽ chơi 3 màn này đầu tiên trước nhá. Từ màn 1 đến màn 5, màn 4, màn này là màn thứ 4. Đây, mình có plan full rồi, mình sẽ update vào cây đôi hoa xem như thế nào. Nó sẽ ra hai bông, tức là update plan 1, plan full thì mình sẽ được 100 sắt, 100 mặt trời. Nếu mà update vào cây Pestsotter mình sẽ được bắn một loạt các pet của nó ra. Không vui một chút nào nha. Chiến đấu đây, quân đâu? Ván này chắc chắn các bạn là ván này sẽ thắng. Nhìn quân mình đội mình đấy. Mình sẽ hủy bỏ một số cây trong này đi để làm dọn đường cho cây Pestsotter. Rồi, ok. Tuy nhà không có điều kiện nhưng mà vẫn cho con em đi học. Rồi, ok. Còn thêm một cây walnut nữa, cho đội hình nó đẹp. Hello. Tung bài nó chạy dưới nhá các bạn. Ồ, bắt đầu nó bắt đầu này. Mình sẽ chọn một cây này nhìn cho đẹp. Đẹp nhà, đẹp cửa. Đây nhá, ở đây nó có. Rồi, ok, ra, ok. Mình sẽ bao cho bạn xem nào. Đó. Rồi, ok, mình kết thúc trận game đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ hay like và subscribe cho mình nhá. Rồi, ok. Nibble, ok, cảm ơn các bạn.